Sổ đỏ chính là tên thường gọi của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do bề ngoài tờ giấy này có màu đỏ hoặc màu hồng nên người dân thường gọi tắt bằng sổ đỏ hoặc sổ hồng. Sổ đỏ là một loại giấy tờ quan trọng có giá trị kinh tế cao nên được người dân vô cùng quan tâm. Những người nằm trong 3 trường hợp dưới đây nên đi cấp đổi lại sổ đỏ để không mất quyền lợi của mình. Đó là trường hợp nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Trường hợp bị mất giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất, ố nhà rách, hư hỏng. Người sử dụng đất có nhu cầu đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận mới hiện đang áp dụng. Những trường hợp có liên quan tới vấn đề thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc, xác định lại diện tích, kích thước thửa đất. Theo hướng dẫn tại thông tư 02/2014/TT-BTC thì lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng một giấy đối với cấp mới, tối đa không quá 50.000 đồng một lần cấp đối với cấp lại, kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng trên một giấy cấp mới, tối đa không quá 20.000 đồng một lần cấp đối với cấp lại, kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. Như vậy, tùy từng trường hợp mà bạn muốn cấp đổi hay cấp lại do mất sổ đỏ thì bạn sẽ có mức chi phí tương ứng được pháp luật quy định cụ thể.